Quá xót xa, anh Thí 33 tuổi gặp sự cố ở Đồng Nai, đưa về quê Sóc Trăng, người vợ bật khóc ngất xỉu tại chỗ. Và sau đây em mời quý anh chị cùng theo dõi video. Thì qua cái vụ việc của anh Thúy thì của chú anh chị cũng đã biết thì ở Đồng Nai, ở Đồng Nai của chú anh chị thì những người mà gặp sự cố trước kia thì cũng đã về với gia đình hết rồi. Thì ngày hôm nay á, là anh Thúy mới về tới, anh Thúy cũng mới vừa về tới của chú anh chị. Anh Thúy mới vừa về tới thôi. Đây là những đứa cháu nè, những đứa cháu trong gia đình của anh Thúy. Còn bên đây là những cô bác, người thân của anh Thúy đến. Đây là những đứa cháu của anh Thí nè, đến để quỳ lại nè. Chào quý vị, thì anh Thí nãy là cái người bác của anh Thí, bác Năm, anh Thí chia sẻ là anh năm nay mới 33 tuổi thôi, 33 tuổi. Phường nè, đến cái thắp hương. Anh tới thể thắp hương cho anh Thúy. Thì nghe đâu là khoảng 8 giờ rưỡi ngày mai là sẽ đưa anh Thúy đi hỏa táng của chú anh chị, đưa anh vô chùa. Đây hiện tại là bà con đến cũng đang đến nữa nè. Cô đến thắp nhang cho anh Thúy hả cô? Cô là hàng xóm hay gì cô? Dạ, đây là những bà con hàng xóm của anh Thí đến. Anh Thúy là người dân tộc nha các chú anh chị, anh là người dân tộc quê ở Sóc Trăng. Thì mấy chị đến để thắp hương để tiễn anh. Chào con. Thì đây là phía bà con hàng xóm. Thì ở đây là gia đình nha các chị. Cô bác ở xóm đến để làm lo cái hậu sự cho anh Thí
33 tuổi. Ở bên trong mấy cô đang cũng đang nấu đám, nấu đồ để gửi những cô bác đến. Mấy cô mấy bác đang rửa chén cho bác đây, rửa chén. Còn bên trước thì những cái vị quan khách đến để thắp hương, đến thắp hương rồi mời cô bác vô dùng bánh uống nước trà đó anh chị. Thì vợ anh Thí thì nãy cũng thương chồng quá thì chị cũng đã ngất xỉu nên là đưa vào trên trong cho chị nghỉ ngơi rồi. Anh chỉ có một đứa con gái 2-3 tuổi thôi anh chị ơi. Hiện tại giờ là gia đình của anh Thí thì cũng còn lại 2 người anh. Thì anh Thí là cái người con út, người con trai út trong gia đình của chú anh chị. Cũng vì cơm áo gạo tiền mà anh phải đi tha phương để làm kiếm tiền về để lo gia đình vợ con. Trong khi đi làm đó thì anh Thí cùng vợ của mình đó, cùng vợ con đi làm. Thì ngày hôm anh mà cái bình hơi nó gặp sự cố á, thì vợ anh làm công ty khác, còn anh thì làm cái công ty ở Bình Minh ở Đồng Nai. Thì nghe qua những cái lời kể của nhiều cô chú anh chị nói á, là cái bình hơi đó đã có gặp trục trặc vấn đề kỹ thuật là mấy hôm trước rồi, cho nên là đã sửa lại rồi, cho nên là vận hành chạy mấy hôm thì tiếp tục là có cái sự cố, cho nên là mọi người vào bên trong để kiểm tra thì cho nên là cái bình hơi đó nó phát nổ của chúng chị đó, vẫn đến là 6 người theo ông bà ra đi mãi mãi. Thì trong số đó thì có anh Thí và một cái người nữa là ở bên Bạc Liêu. Thì những cái người kia thì ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, 4 người kia cùng một người là giám đốc nữa anh chị đó. Cùng một người là giám đốc nữa. Hiện tại thì gia đình cũng đang đây nè, chú đang ghi nè, để muốn biết chính xác tuổi của anh Thí bao nhiêu tuổi là chú sẽ ghi lên đây nè. Có ngày giờ trên ngày mai ra luôn anh chị em, tại vì cái xác mới về là trên Sài Gòn. Hai mấy bác đang ghi những cáo phó, cho nên là chú sẽ ghi biết ngày nào sẽ đưa anh đi hỏa táng ha. Ông bà ấy nói của em là sao của anh Thí vậy? Cháu anh Thí hả? Chú bác hả? Cháu anh Thí. Lúc đó em có mặn chung với anh Thí chả không? Là em dưới quê hả? Là ảnh tên là Sơn Ngọc Thúy nha cô chú anh chị, Sơn Ngọc Thúy. Anh Sơn Ngọc Thúy 33 tuổi. Là anh từ trận lúc 8:30. Ngày 1 tây tháng 5 năm 2024 đó. Tao mới luôn.
Lúc mấy giờ? Đại đó, lúc 8 giờ đại đó. Đây là chú đang viết cái bản cáo phó nha cô chú anh chị. Bản cáo phó. Phía bên trong thì hiện tại là rất là đông ông bà cô chú anh chị đến cũng như là thắp hương cho anh Thúy.